Dạ vâng, em chào anh chị. Mấy ngày hôm nay thì mùa nồm ẩm đến đúng không ạ? Thì gia đình nhà mình thấy rất là khó chịu, đặc biệt hơn là quần áo mùi hôi rất là không ưng ý, ngoài ra thì rất là lâu khô. Giải pháp là gì mà vừa hữu hiệu, vừa có giá rất là tốt mà rất là tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí? Đó là anh chị hãy đến ngay siêu thị điện máy Ecomart để lựa chọn cho mình một chiếc máy sấy quần áo đến từ hãng Sunhouse với mã sản phẩm là SHD2707 như em đang quay cho anh chị xem đây ạ. Đầu tiên, như anh chị có thể nhìn thấy, sản phẩm thì có thiết kế rất là đơn giản và thuận tiện. Sản phẩm thì có cấu tạo là lồng đứng, giúp quần áo của bạn khi mà anh chị sấy thì được treo phẳng, không nhăn. Ngoài ra thì nếu trong cái quá trình mà anh chị không sấy thì anh chị có thể sử dụng chiếc tủ này như một chiếc tủ quần áo thông thường. Như em có thể mở ra cho anh chị xem đây ạ. Sản phẩm thì có thiết kế là 3 dàn phơi. Bên cạnh đó thì sản phẩm bảng điều khiển là bảng điều khiển điện tử. Với bảng điều khiển điện tử này thì người lớn tuổi sử dụng cũng rất là dễ dàng. Sản phẩm thì có hai chế độ sấy, đó là chế độ sấy cao và chế độ sấy thấp. Chế độ sấy là từ 1000W và 1400, tùy do gia đình nhà mình có thể lựa chọn là anh chị muốn sấy ở chế độ bao nhiêu. Bên cạnh đó thì bảng điều khiển cảm có thêm cái bảng điều khiển cảm ứng, thì anh chị cũng có thể là điều khiển từ xa được, rất là tốt nếu như mà mình không muốn lại gần sản phẩm. Ngoài ra thì đối với cái máy sấy quần áo này sử dụng nhiệt là nhiệt sấy đối lưu, cho nên là khi anh chị sấy thì khí nóng nó sẽ lan tỏa đều ở trong tủ, khiến cho quần áo của chúng ta khô nhanh hơn, tiết kiệm thời gian cũng như là tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó thì sản phẩm có thêm là thiết kế với khử mùi, thì khi anh chị sấy quần áo sẽ không để lại mùi khó chịu đâu ạ. Sản phẩm thì bên em đang bán giá rất là tốt, bên em đang chạy khuyến mại là duy nhất là 5 ngày với giá là 1.580.000 ạ. Với cái giá này thì mà mình được sử dụng quần áo thơm tho trong những ngày nồm như thế này thì em thấy rất là đáng đấy ạ. Thứ nhất là giá rất là tốt, thứ hai là anh chị mua ở chỗ Ecomart thì rất là uy tín rồi ạ. Nếu anh chị vẫn còn đang băn khoăn về sản phẩm hoặc là muốn đến siêu thị để nhìn trực tiếp thì anh chị có thể qua ngay siêu thị điện máy Ecomart để tham khảo trực tiếp sản phẩm. Ngoài cái mẫu máy sấy quần áo này thì bên em có rất là nhiều các mẫu khác thì anh chị có thể tham quan và mua sắm ạ. Dạ vâng, nếu như nhà mình bận thì anh chị có thể qua trực tiếp website là ecomart.vn để lựa chọn sản phẩm. Sau đó thì anh chị gọi đến số 0974178586 thì bên em sẽ hỗ trợ và giao hàng về tận nhà mình, nên anh chị yên tâm nhé. Ngoài những cái sản phẩm này thì bên em có rất là nhiều các sản phẩm khác như máy lọc không khí, máy hút ẩm hoặc máy sấy, máy giặt kèm máy sấy, thì anh chị có thể qua web tham khảo hoặc gọi điện đến bên em để bên em hỗ trợ gia đình nhà mình ạ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.